Đây là tiếng nói Lach Radio Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 11 của bộ truyện Huyền giới Chi Mung Tập này được mang tên là Rèn Thép Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước Ở tập trước thì Thạch Mục lúc này đến một cái quảng trường mà đang đánh nhau à, Thì sau khi cái trận chiến chấm dứt á, Thì bỗng có một tên uh, Thanh niên tóc vàng gọi là Kim Hoáng Thì tên này mới mời Thạch Mục gia nhập vào cái tung linh cát cái hội tung linh cát của gã nhưng mà lúc này thạch mục mới khéo léo từ chối rồi sau đó rời đi diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha chúc mọi người nghe truyện vui vẻ xin cảm ơn tất cả mọi người Thì ở đoạn cuối tập trước á, lúc này sau khi từ chối cái lời mời thì Thạch Mục quay trở về. Nhưng mà chưa đi được bao xa thì bỗng một thanh âm từ phía sau lại truyền tới. <laughs> Thạch để chút đã. Thạch Mục xoay người lại, một thanh niên nam tử có khuôn mặt thu kệch đang đi qua phía của hắn, chính là Hoắc mộ Hoắc Sơ huynh, không ngờ ngươi cũng là người của Tung Linh Các hả? Trước ta cũng không biết đó. Thạch Mục vừa cười vừa nói. Thành Mục vẫn rất có vài phần hảo cảm với người tên Hoác Mộ, thích rượu lại hào sản này. <laughs> Chẳng qua chỉ là một chân chạy giặt ở trong tung linh cát mà thôi, không tính là cái gì cả. Hoác Mộ cũng vội vã khoát tay áo rồi nói ra. Thành Mục nghe như vậy trong lòng ngứng ra, còn không có nói tiếp, Hoác Mộ liền thở dài, quay đầu lại, nhìn phía sau một chút, nhỏ giọng nói. Thạch thôi đệ nhập môn chưa lâu nên không rõ thôi Kỳ thực á, bất kể tung linh cát hay là huyết long hội cũng đều tuân theo tinh thần của tông môn đó là lấy thực lực làm tối cao nếu không có thực lực hơn người á lại cứ tùy tiện gia nhập vào chỗ tốt chiếm được đó đó lại còn dễ bị người ta xa lánh bắt nạt nữa khi cần á còn phải nghe lời kêu gọi đi tham dự tranh đấu nữa còn không thoải mái tự do bằng không tham gia một cái băng hội nào đâu thạch huynh đệ vừa cự tuyệt gia nhập tung linh các á kỳ thực làm không sai đâu ạ đại tạ hốt sư huynh đã chỉ điểm á thạch một khẽ gật đầu nhẹ giọng mà nói hắn vừa cự tuyệt lời mời của kim Hoáng một mặt là vì tự tôn không muốn dựa vào người khác dịu dắt mà khác cũng là vì cân nhắc đến vấn đề này dù sao vì lực lượng huyết mạch hạn chế nên tốc độ tu luyện của hắn vốn đã chậm nếu lại phí công sức thì giờ vào mấy thứ tranh đấu bang hội thì việc tu luyện của hắn sẽ lại càng chậm thêm nữa Hoa sơ huynh à tại hạ còn có chút việc nữa vì vậy xin cáo từ trước nha ngày sau nếu có cơ hội sẽ tìm hắc huynh hảo hảo uống một ly Thạch Mục nhìn thoáng qua hướng quảng trường đá xanh trong miệng nói như vậy. <laughs> Xem ra Thạch huynh đệ lại muốn đi tới nơi đó mua đăng dược rồi hả? Vừa lúc ta cũng muốn đi đến chỗ đó một chuyến nữa, liền cùng đi đi ha. Hoác Mậu cười ha hả một tiếng rồi nói. Hai người sống vai đi qua phía quảng trường đá xanh, vừa đi vừa tùy ý trò chuyện câu có câu không. Thạch huynh đệ nè, ta còn chưa biết ngươi là nhân sĩ nơi nào tu luyện bằng được thiên tượng công cần không ít tiền bạc. Huynh đệ chẳng lẽ là con em của đại gia tộc nào đó hay sao vậy? Hoác mộ có chút tò mò hỏi. Thạch mục nghe được lời ấy, trong lòng cười khổ không thôi. Hắn dựa vào mấy vạn lượng mưu đang dược tốn hai tháng thời gian mới đem thiên tượng công tu luyện tới tận thứ nhất. So sánh với Bạch Thạch và Lam Phượng, những người kia thì chậm hơn không ít. Bây giờ áp lực trong lòng khá là lớn. Lúc trước hắn lấy được tiền tài từ Trân Di và Kim Ngũ Gia đã không còn lại bao nhiêu, cứ theo tình hình hiện tại mà nói thì hắn còn phải tiêu tốn rất nhiều đan dược nữa mới có thể luyện thành hai tầng của thiên tượng công. Huống hồ hắn đã sớm nghe được tu luyện đại lục ma viên thoát thai quyết còn cần đến ma sát chi khí nữa. Mặc dù trong tông môn có bán nhưng giá trị lại vô cùng đắt đỏ còn mắc hơn nhiều so với tôi cốt đan. tại hạ nào phải là đệ tử của đại gia tộc gì chứ? Chỉ là có chút dẫn khí mới gia nhập được hắc ma môn huống chi ngân lượng trên người ta cũng đã tiêu tốn gần hết rồi. Hôm nay gặp Hắc Huynh định hỏi chút là không biết trong tông môn này có cách nào kiếm được ngân lượng hay không vậy chứ? Thành Mục cười khổ một tiếng, rồi cân nhắc trong lòng một chút, rồi hỏi như vậy. Hoác mẫu kinh ngạc nhìn Thạch Mục một cái, có vẻ như không thể tin được. Dù sao một người không có nhiều tiền bạc, vậy mà dám chọn một môn công pháp tiêu hao tài nguyên nhiều như vậy, đây không phải là điều dễ dàng gì. Thạch hôn Đệ nếu mà muốn kiếm tiền, có thể ở đến ngọn núi số 12 và ngọn núi số 13 Quảng Nguyên Điện. Ở đó có một số nhiệm vụ do tông môn phát ra, bất cứ đệ tử nào dù bình thường hay là tạp dịch đều có thể nhận được trong đó còn có một số nhiệm vụ tạp dịch đệ tử không thể nhận được có thể sẽ thích hợp với đệ tử bình thường mới nhập môn như thạch huynh đệ đây đó nha khoác mậu hơi trầm ngâm một chút liền mở lời theo khó trong tông môn cũng có nơi như vậy sao thạch mục nghe như vậy mừng rỡ hỏi lại thạch huynh đệ vừa qua chắc là đóng cửa khổ tu nên không biết thôi chuyện này tất cả những đệ tử mới nhập môn đều rõ ràng mà Hoác mũ cười, nói <cười> Quả thực là mấy ngày nay ta rất ít khi ra ngoài Khó tránh khỏi tin tức chậm trễ như vậy đó Thạch mục có chút xấu hổ, thầm hạ quyết tâm Sau này cần phải kết giao bằng hữu Để tránh khỏi tình trạng mù tin tức như hiện tại Hai người vừa đi vừa nói chuyện Thoáng chút đã tới thanh thạch quảng trường đành chia tay ra Thạch mục lấy hết ngân lượng trong người ra để mua hết tôi cốt đan và huyết cương đan sau đó rời khỏi sơn cốc đi thẳng tới ngọn núi số 12. Không lâu sau, Thạch Mục đi đến một tòa đại điện hai tầng hùng vĩ nằm giữa hai ngọn núi. Lúc này đã là giữa trưa, mặt trời chói chang, ánh nắng chói lòa chiếu lên tòa đại điện, làm tòa điện vốn là một màu đen lại hiển hiện lên từng hậu quang nhàn nhạt. Hai cửa lớn mở rộng, thỉnh thoảng có vài người đệ tử bình thường quần áo màu đen và tập dịch đệ tử đi ra đi vào. Trên cửa chính treo một cái tấm biển bằng gỗ, viết lên ba chữ to lớn nét chữ cứng cáp, quảng nguyên điện. Hai mắt thạch mục hơi hiếp lại, nhìn tấm biển một chút rồi lập tức đi về phía cửa lớn. Vừa vào đến cửa chính, liền cảm thấy một cảm giác thư thái. Trước mắt là một con đường không quá dài. Hai bên vách tường cắm những cây đuốc to, cách đều nhau một trượng. Gió nhẹ thổi, làm ánh lửa chập chờn khắp con đường. Loan thoáng có tiếng ầm ĩ ở cuối con đường. Thạch mục cất bước đi đến không chút do dự, đi được tầm vài chục trượng rẽ qua một cái thì trước mặt đột nhiên sáng người đây là một cái cung điện to lớn dài mấy chục trượng rộng tầm hai mươi trượng bên vách tượng cắm đầy những cây đuốc lớn làm cho cả đại điện sáng rực như là ban ngày ở giữa cung điện xếp đầy những cái bình phong rộng lớn hơn trăm đệ tử hát ma môn đang phân tán khắp nơi bên trong quanh những cái tấm bình phong tiếng ồn ào phát ra từ những âm thanh thán phục lầm bầm thảo luận bước chân qua lại của bọn họ hầu hết những cái tấm bình phong tràn ngập chữ nhỏ màu xanh, màu đen. Màu đen chiếm phần nhiều, màu lam thì rất ít. Thỉnh thoảng còn có đệ tử tạp dịch mặc quần áo màu đen đi từ phía trong đại điện đi tới. Cầm những cây bút phù hợp với màu trên bình phong đi vẽ vẽ viết viết. Ngoài ra còn có một số đệ tử tạp dịch cầm bút tỏa ra ánh sáng màu trắng yếu ớt, nhẹ nhàng quét qua những cái chữ viết màu đen hoặc màu xanh trên tấm bình phong, tức thì chữ viết trên tấm bình phong lập tức biến mất. Thạch Mục đi tới một góc khuất, dõi mắt hào hứng quan sát tình hình bên trong điện. Lúc này có một đệ tử tạp dịch đứng ở một tấm bình phong không có người, cầm bút viết lên những cái chữ màu đen lên trên những khoảng trắng ở trên tấm bình phong. Vừa viết xong, lập tức có ba bốn đệ tử bính cấp ở xung quanh xúm lại xem xét. Trong đó còn có người rung đùi đắc ý, đọc to lên. Kết quả là đệ tử tạp dịch kia vừa viết xong, đang cẩn thận thu bút lại, thì một đệ tử bính cấp có bớt bên trên mặt trái, vội vàng bắt chuyện với gã. Sau đó đệ tử tạp dịch cũng gật gật đầu, lấy từ trong áo ra một cái lệnh bài màu đen đưa cho tên đệ tử bính cấp mặc có bớt kia người kia cẩn thận cầm lệnh bài nhét vào trong người rồi hưng phấn xoay người chạy ra ngoài còn đệ tử tập dịp kia thì lấy ra một cái ấn nhỏ màu đỏ nhẹ nhàng đánh dấu lên chữ màu đen trên tấm bình phong đó một ấn ký chu sa màu đỏ tươi hình hỏa diễm xuất hiện ở trên chữ màu đen này lúc này thạch mục mới phát hiện những cái chữ màu đen có ấn ký chu sa rất nhiều mà những chữ màu xanh thì lại rất ít nhưng mỗi chữ của ấn ký thì lại có ít nhất là hai ấn ký chu sa. Thạch Mục nhìn thấy như vậy trong mắt lóe lên như hiểu ra cái gì, cất bước tiến về phía tấm bình phong gần nhất, hàng chữ màu đen lập tức hiện lên trong mắt của hắn. Cần mua ba cây phong linh thảo từ 30 năm tuổi trở lên, giá 3.000 lượng bạc trong vòng 3 tháng. Tuy rằng Thạch Mục không biết phong linh thảo là cái gì, nhưng mà giá cả không hề thấp như vậy làm ánh mắt của hắn sáng lên. Nhìn xuống dưới thì thấy cũng cần mua thảo dược nhưng mà giá cả chỉ có 500 lượng bạc, thời gian không hạn chế, có vẻ như đây là một nhiệm vụ trường kỳ. Thoáng cái, hắn liền xem xong cái tấm bình phong này, liền dời chân đến một cái tấm bình phong khác. Nửa khắc đồng hồ sau, hắn đã xem hơn 20 nhiệm vụ chữ màu đen xung quanh, trong lòng thở nhẹ một hơi, chậm rãi bình tâm lại sự kinh ngạc trong lòng. Những nhiệm vụ trên bình phong hầu hết cần luyện đan sư, phù sư thuật sĩ mới có thể hoàn thành. Thụ lao cũng rất hậu hĩnh so với những nhiệm vụ khác. Ví dụ như chỉ cần một thuật sĩ học đồ hệ mục bình thường nhất thúc đẩy mấy cái mẫu linh điền thì có thể thu được mấy ngàn lượng bạc. Còn một số yêu cầu cao hơn như là luyện đan, chế phù thì cũng cần có linh thạch quý hiếm để tính giá. Phải biết rằng một viên hạ phẩm linh thạch cũng cần có 2-3 vạn lượng bạc mới có thể đổi được. Mặc dù có tiền cũng chưa chắc là mua được. Bởi vì linh thạch mặc dù không thể giúp võ đồ tăng cường thực lực tu vi, nhưng đối với thuật sĩ thì lại có thể trực tiếp hấp thu để chuyển hóa linh khí thành pháp lực hơn nữa, các loại trận pháp, thậm chí một số pháp khí cũng cần phải có linh thạch để vận hành thì mới được. Thạch mục thế như vậy thì càng thêm mong ước về tiềm năng kiếm tiền của thuộc sĩ. Nếu như hắn có được năng lực thuộc sĩ thì tu luyện Thiên Tượng Công và đại lực Ma Viên Thoát thải Quyết không cần phải lo lắng về tiền bạc nữa rồi. Lại nghĩ tới Tiêu Minh là một thuộc sĩ, hắn khẽ tính toán trong lòng, không biết là hắn có thể hay không có khả năng tu luyện phép thuật, dù sao hắn cũng chưa bao giờ khảo nghiệm xem mình có thiên phú thuộc sĩ hay không theo như hắn biết, thì một số thuộc sĩ cũng võ pháp sông tu. Thạch Mục trầm ngâm tại chỗ một lát rồi lắc đồ. quẫn ý nghĩ đột nhiên xuất hiện đó sang một bên. Thiên phú thuộc sĩ là chuyện hiếm có như thế nào chứ? Khả năng hắn có thiên phú thực sự là không có mấy. Chuyện quan trọng nhất trước mắt đối với hắn bây giờ vẫn là tìm được một nhiệm vụ vừa phù hợp với năng lực hiện tại của hắn, lại có thể nhanh chóng tiếp cớp được tiền bạc. Những nhiệm vụ trên bình phong này thông thường là đi tìm linh dược quý hoặc là khoáng thạch hiếm có nào đó cũng có nhiệm vụ là tìm kiếm đồng môn hỗ trợ tu luyện một loại công pháp đặc thù này nọ. Lại còn có một ít nhiệm vụ quay trở về thế tục để giải quyết một chút rắc rối này kia. Nói tóm lại là đủ loại thể loại, tất cả các loại nhiệm vụ ly kỳ đều có cả. Thù lao nhiều thì năm sáu ngàn lượng, ít thì mấy trăm lượng. Còn số đó khi đem so với thù lao nhiệm vụ thuộc sĩ thực sự là khiến trong lòng thạch mục cảm thấy cực kỳ chán nản. Có một số ít nhiệm vụ môn phái được ghi bằng chữ màu xanh, ban thưởng cũng cực kỳ xa xỉ, nhưng mà độ khó thì không hề thấp, hầu hết là cần cả một đội thực hiện. Thậm chí ngay cả thứ cực kỳ khó giành được ở chỗ khác như là hắc viêm lệnh cũng nằm trong danh sách phần thưởng. Vốn dĩ bằng tình hình của thạch mục trước mắt thì căn bản là không thể làm được đâu. Đột nhiên vẻ mặt của hắn khẽ biến hóa, cất bước đi về phía một cái bình phong, ánh mắt lập tức rơi xuống một dòng chữ đen. Tìm võ giả hậu thiên có sức khỏe tốt để rèn 200 khối thép tinh, mỗi khối giá 90 lượng. Lúc Thạch Mục còn chưa tu luyện công pháp hậu thiên Cũng đã có sức lực ngàn cân Giờ đã luyện thành tầng thứ nhất của bàn dược thiên tượng công Không những khí lực đã tăng thêm 3-400 cân Mà nếu còn điều động chân khí thiên tượng trong cơ thể nữa Thì khí lực còn có thể tăng thêm gấp bội Nhiệm vụ này với hắn tất nhiên không là vấn đề Hơn nữa thù lao cũng không phải là thấp Mặc dù trên đó đã đóng mấy cái ký hiệu chu sa đỏ rực Có lẽ đã có những người khác nhận nhiệm vụ này Nhưng mà nhiệm vụ này cũng không có ghi là hạn chế số người thành một vẫy vẫy tay về phía quầy tiếp ở sâu trong đại điện thì một đệ tử tạp dịch áo đen nhanh chóng bước ra một lát sau thạch mục nhìn tấm thiết bại đen xì trong tay phía sau có khắc một cái đốm lửa mặt trước khắc số 73 mỉm cười bước ra ngoài giữa trưa ánh mặt trời chói chang bao trùm lên cả sơn cốc trong lò rèn triệu ký lửa cháy rừng rực khiến cho cả tòa cửa hiệu cực kỳ nóng bức Bà thiếu niên thân thể cực kỳ cường tráng đang ở trừng, ngồi ở cửa ra vào, vừa hống mát vừa nghỉ ngơi. Lâm sư huynh, xem ra hôm nay chúng ta có thể thoải mái rèn xong 100 khối thép tinh rồi. Một thiếu niên cường tráng hơi thấp trong số họ lên tiếng, trên mặt hiện rõ vẻ vui mừng. Đúng vậy đó nha, chiều nay chúng ta lại rèn thêm 50 khối thép tinh nữa là 9.000 lượng bạc đã dậy tay rồi. Tính ra một người có thể được đến 3.000 lượng rồi. Một thiếu niên khác trên khóe miệng có một cái nốt ruồi to bằng hạt đậu, quay đầu lại nhìn 50 khối thép tinh đã rèn xong, trên mặt cũng đầy vẻ tươi cười. Thù lao 3.000 lượng nếu so với những nhiệm vụ hở ra là mấy vạn lượng kia, tất nhiên không tính là cái gì. Nhưng mà những nhiệm vụ kia không phải dễ dàng hoàn thành trong ngày một ngày hai, phải mất 10 ngày nửa tháng, thậm chí còn hơn nữa. Tính ra với cái loại thù lao 3.000 lượng một ngày cũng đã là cực kỳ lớn rồi số tiền này cũng không phải lại cũng dễ dàng nhận được đâu. ba người chúng ta cũng không phải là có thiên phú dị bẩm, mà là từ nhỏ đã dùng thuốc nước đặc biệt để luyện thể, vậy mới có thể có được khí lực mà người thường không thể so sánh được chứ bộ. một thiếu niên của nước da ngâm đen, vuốt vuốt cánh tay đã bụng rủng của mình, miệng ngạo nghễ nói. chỉ có điều là cực khổ quá mà, có lẽ đợi đến ngày mai khi cả hai trăm khối thép tinh đều được rèn xong, thì ít nhất cũng phải nghĩ đến cả ba bốn ngày. Thiếu niên da ngâm đen vừa nói lập tức nhận được sự đồng tình của hai người còn lại. Bọn họ bây giờ cũng đang đau nhất toàn thân. Việc rèn thép tinh này thực sự là công việc cực kỳ cực khổ. Trong lò rèn vốn đã rất nóng bức, mà mỗi một khối thép tinh đều cần phải dùng chùi lớn cỡ 200 cân, đe gần 300 lần mới xong được. Ba người họ rèn mỗi khối đều thấy mồ hôi rơi như mưa, phải nghỉ ngơi một chút mới rèn tiếp được. Ba thiếu niên này đều là đệ tử cấp bính mới được thu nạp năm nay của Hắc Ma Môn, ba người họ cũng đều luyện công pháp cường hóa thân thể cho nên bình thường quan hệ giữa bọn họ không đến nỗi nào sáng sớm hôm nay đã cùng nhau nhận nhiệm vụ rồi chạy đến đây trước tiên rồi xem ra lại có người đến nhận nhiệm vụ rồi đột nhiên thiếu niên da đen nhướng mày nói nhỏ hai người khác lập tức quay đầu nhìn theo ánh mắt của gã chỉ thấy lão bạn của lò rèn là triệu bình đang cười tủm tỉm dẫn một đệ tử cấp bính có thân hình cao lớn đi về phía cửa hiệu Hê, chỉ sợ hắn sẽ thấy khó mà lui nhanh thôi huống chi ba người bọn ta chẳng lẽ còn không bằng một mình hắn sao chứ tí nữa mọi người dùng sức thêm một chút nữa cố gắng rèn nhiều thêm đi thiếu niên có nút ruồi bằng hạt đậu trên khóe miệng hơi lạnh một tiếng rồi nói như vậy dứt lời gã đứng thẳng dậy đi về phía lò rèn hai thiếu niên còn lại cũng đứng ngay dậy mà đuổi theo chỉ lát sau trong lò rèn lại phát ra tiếng rèn thép chan chát không ngừng lúc này lão bản của lò rèn có thân hình hơi mập mạp đột nhiên ngừng lại lúc còn cách cửa ra vào khoảng năm sáu bước Quay đầu lại nói với thiếu niên cao lớn kia Thạch sư đệ nào Tí nữa ngươi để cái số thép tin mà mình rèn được ở sau lưng Chỉ cần chất lượng được qua kiểm tra Thì mỗi khối ta sẽ trả cho ngươi thù lao là 90 lạng bạc nha. Đến lúc đó thì thiết bài nhiệm vụ của ngươi Ta cũng sẽ tự đi trả cho quản nguyên điện giúp ngươi Đệ tử Hát Ma Môn có thường hình cao lớn này Tất nhiên chính là Thạch Mục Dân, đa tạ triệu sư huynh Thạch Mục gật đầu đáp lời Dứt lời hắn lập tức rảo bước về phía lò rèn Nhanh chóng biến mất sau cửa ra vào Thạch Mục đi vào bên trong lò đúc, chỉ cảm thấy một luồng nhiệt ấp thẳng vào trong mặt. Nhìn thấy đầu tiên là một cái lò nung thép cực kỳ cao, nằm sau đại hán đang ở trừng hăng say làm việc bên cạnh cái lò. Cách lò nung thép không xa chính là đài rèn thép, dài khoảng 2 trượng, rộng hơn một trượng. Cả cái đài này dài gần 2 xích đều làm từ gan. Lúc này đang có ba thiếu niên cực kỳ cường tráng đang vây quanh nó. Mồ hôi như mưa, cố sức vùng cái chùy cực lớn trong tay lên, rồi dốc sức nện xuống khối sắt đỏ rực. Mặc dù đang rèn thép, nhưng bà thiếu niên ở trần kia vẫn quay đầu lại trừng mắt nhìn thạch mục với vẻ mặt không được thân thiện lắm. Thạch mục cũng ngó lơ, ánh mắt quét qua, liền phát hiện ra 50 khối thép tinh đen nhánh sau lưng ba thiếu niên đang ở trần đó. Trong lòng âm thầm giật mình, nhiệm vụ tổng cộng chỉ có 200 khối thép tinh mà thôi. Vừa mới công bố sáng ngày hôm nay, đến giờ mới chỉ có nửa ngày đã bị người ta làm xong một phần tư rồi. Hắn cũng chẳng thèm cởi quần áo, Quét mắt một vòng liền phát hiện trong góc tường có hai cây thiết chùy lớn giống như là những cái trong tay ba người kia. Hắn bước nhanh đến, tay phải nắm lấy một trong hai cái chùy, khẽ dùng sức một cái, liền nhấc nó lên như không, còn tiện tay vung hai cái nữa. Thạch Mục mỉm cười, cây thước chì này nặng 200 cân, nếu muốn dùng nó để rèn thép thì ít nhất phải cần lực 500 cân. Điều này đối với hắn căn bản chẳng là cái gì, ngay cả chân khí cũng không cần huy động nữa. Đúng lúc ấy, một đại hán ở trận bên cạnh lò nung đã kẹp một khối sắt lớn đỏ rừng rực đặt lên trên đại gan. Hắn lập tức tiến lên, vung cây thiết trụy trong tay lên hung hăng nện xuống. Một tiếng thật to vang lên, chỗ thiết trụy với cục sắt đỏ rực chạm vào nhau, lập tức có hoa lửa bắn ra thứ phía, mà cục sắt dường như cũng thu nhỏ lại một chút. Ba thiếu niên ở trận đối diện, đồng thời dừng hết động tác, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tên này khỏe thiệt, nếu cũng là cục sắt đó để cho bọn họ rèn Thì có lẽ phải rèn ba lượt Mới có hiệu quả rõ ràng như vậy Triệu lão bản đang đứng ở cửa ra vào Thấy như vậy cũng biến sắc Sau đó lại cảm thấy mừng rỡ trong lòng Càng khỏe thì tốc độ chắc chắn sẽ càng nhanh Mẻ thép tim lần này của mình vốn là cần gấp nữa Nếu như chỉ dựa vào ba người trước Thì tối thiểu cũng cần hai ngày mới hoàn thành được Nếu đã có thêm thạch mục này gia nhập Thì có lẽ sẽ sống sớm lắm đây Thạch mục tựa hồ không nhìn thấy vẻ khác lạ Trong ánh mắt của những người xung quanh tiếng búa nện vang lên liên hồi mang theo âm thanh chan chát khiến cho tấm sắt đỏ bừng không nghỉ động tĩnh này rất nhanh liền thu hút ánh mắt của đám thợ rèn lực lưỡng đang có mặt nhìn thạch mục chỉ dựa vào cánh tay trần vạm vỡ chứ không dùng chút chân khí nào lại có thể nhẹ nhàng nhất bổng thiết chùy 200 cân bọn họ đều không khỏi hít vào một hơi lạnh một lúc sau dưới sự công phá của thiết chùy trong tay họ thạch kim thiết vốn bột đầy tạp chất đã thu nhỏ lại chỉ còn một phần mười mặt thép rực lửa đã từ từ dịu đi để lộ ra ánh sắc đen kịch thuần túy một đám đại hán đang đứng gần đó thấy như vậy bèn khẽ chép miệng vẻ mặt kính sợ tiến lại gần hắn dùng kìm lớn gấp lấy cái tinh thiết vừa mới luyện thành thành mục thấy như vậy bèn vẫy vẫy tay đại hán vốn có chút do dự lập tức bỏ vào khối sắt đỏ rực khác Thạch mục lại tiếp tục nện búa bà thiếu niên kia thấy thạch mục nhanh chóng như vậy đã luyện xong một khối tinh thiết rồi khuôn mặt đều lộ ra vẻ bất mãn ngược lại lão bản đang đứng ngoài thấy như vậy thoạt tiên có chút giật mình nhưng rất nhanh nụ cười trên mặt ngày càng đậm nội tâm vô cùng hài lòng với tốc độ của hắn thạch mục cứ như vậy rèn nên bốn khối tinh thiết nhưng mà sức lực không hề suy giảm khi hắn chuẩn bị nện búa xuống khối thứ năm thì ba thiếu niên đằng xa đã mệt bỡ hơi tay bèn hung hăng trợn mắt nhìn sang thạch mục sau đó cắn răng cũng không nghỉ tay chút nào tiếp tục thôi động chân khí rèn luyện tinh thiết Đến khi đối phương thực sự không thể gắn gượng thêm nữa, Thạch Mục vẫn đang chuyên chú rèn đập khối tinh thiết thứ 12. Tâm tình của hắn hiện giờ vô cùng tốt. 90 lượng một khối tinh thiết, từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, chỉ không quá nửa canh giờ, đã có gần nghìn lượng bạc rơi vào túi rồi. Sắc mặt ba gã trai trẻ kia lúc này đã trở nên trắng bệt. Bọn họ dùng ánh mắt khó tin nhìn một loạt động tác nhẹ nhàng của Thạch Mục. Lòng tin có thể đối đầu với hắn cũng theo đó mà hoàn toàn tan vỡ. Nhóm đại hán bên cạnh lò lửa cũng trở nên cực kỳ hưng phấn. Tình cảnh lúc này có thể nói là vô cùng khó gặp với nhóm người này. Bọn họ thậm chí còn bắt đầu suy đoán liệu thạch mục có thể tiếp tục rèn ra bao nhiêu khối tinh thiết. Có người nói là 10 khối, có kẻ dự đoán 15. Người mơ mộng nhất cũng chỉ dè dặt hôi lên con số 30. Triệu lão bản chẳng biết từ khi nào đã đến trước cái lò rèn chừng mấy trượng, chăm chú quan sát động tác của chàng trai trẻ kia. Bớt quá thạch mục cũng không chú ý biến hóa ở chung quanh, toàn bộ tâm thần đều rơi vào cái tấm thép đỏ bừng trước mặt. Rèn sắt cũng cần kỹ xảo nhất định, ngoài việc bền chí dai sức, còn phải có khả năng nắm giữ thiết tố, biết cách dùng ít sức nhất nhưng vẫn mang lại hiệu quả tối đa. Khi khối tinh thiết 102 được rèn xong, hắn mới phát hiện ra toàn bộ thiết lưu ở đây đều đã hoàn thành rồi. Tiếp đó khi ngưỡng đầu nhìn lên, thành mục phát hiện ra ba gã trai trẻ ở góc kia đang trố mắt nhìn hắn. Chưa hết, đám thợ rèn trong cửa hàng cũng dành cho hắn ánh mắt như vừa trông thấy quái vật Tuy vậy Thạch Mục vẫn tỏ ra vẻ bình thản như không Khi nhìn thấy thần sắc kích động của lão bản tiệm rèn Hắn lập tức tiến đến nói cười, <cười> Triệu sư huynh Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi Còn gì tiền công um... À, lượng đại sư đệ giúp ta một chuyện lớn như vậy Đây là 9200 lượng bạc nè Để hãy nhận lấy đi nè Triệu lão bản đã chuẩn bị tiền sẵn rồi Nên vừa nghe Thạch Mục nói như vậy liền móc từ trong túi ra chín tờ ngân phiếu giá trị 1000 Và hai tờ giá trị 100 Đưa cho Thạch Mục còn phải lượng bạc trắng kia thì để cứ cầm lấy đi Ông đó coi như là tiền thưởng thêm cho ngươi vậy Triệu lão bản thấy thạch mục vừa định lấy từ bên hông ra ít tiền lẻ thối lại Liền xua tay, nói <laughs> Đa tạ Triệu sư huynh Thạch mục hơi sững sờ, ánh mắt lóe lên Rồi chậm rãi thu ngân phiếu vào <laughs> Triệu bình ta và thạch sư đệ tôi rằng mới gặp nhau Nhưng lại rất hợp ý nha à. Ta thấy vừa rồi sư đệ không có dùng chút chân khí nào Đã rèn cả trăm khối tinh thiết rồi Thật sự không phải là người thường nha à. Phải chăng sư đệ được trời ban cho sức khỏe phi thường, thân thể mạnh mẽ không gì sánh được. Nếu người có hứng thú có thể gia nhập vào li hỏa hội của chúng ta đó. Hội chúng ta chủ yếu tập trung rất nhiều người tu luyện thể thuật. Mỗi tháng đều được cung cấp một số đan dược và vài quyển sách vũ kỹ hậu thiên. Dạo đây người sẽ được phát huy tài năng tuyệt để đối với cuộc đấu lớn một năm sau rất có lợi. Triệu lão bản vừa thấy thạch mục định xoay người rời đi thì gã liền giữ lại nói một rằng. Triệu sư huynh là người của ly hỏa hội sao? Thạch Mục có chút bất ngờ hỏi ừ, Thật ra liều hóa hội của bọn ta tuyển chọn người vô cùng khó khê, So với tôn linh các và huyết long hội thì càng khó giàu hơn nữa Trước nhưng tài nguyên cung cấp cũng nhiều hơn hẳn Sư đệ nên suy nghĩ kỹ một chút ra Nên bất rằng nếu chỉ dựa vào thực lực bản thân mà muốn nổi bật trong tông môn Thì cũng vô cùng khó khăn Triệu Bình vẽ mặt thèm khác nhìn Thạch Mục Không đợi Thạch Mục nói thêm gì đã vội thuyết phục Bà thiếu niên đứng ở bên cạnh nghe thấy lời của Triệu Bình Ánh mắt liền tỏa sáng cả người nôn nao hận không thể lập tức đáp ứng thay cho thạch mục ly hỏa hội chính là nơi mà những đệ tử tu luyện thể thuật như bọn họ muốn gia nhập vào mấy người bọn họ tới đây làm nhiệm vụ một phần vì tiền một phần vì biết được đây là cửa hàng của ly hỏa hội nên muốn thông qua lần nhiệm vụ này để kết thân với triệu bình tăng thêm khả năng được gia nhập vào trong tương lai thành một trầm ngâm suy nghĩ thật ngoài sự dự đoán của ba người vũ kỷ hậu thiên và cuộc thi đấu lớn một năm sau chính là điều mà hắn luôn suy nghĩ trong lòng bởi vì tu luyện hai loại công pháp nên hắn rất muốn có được vũ kỹ cấp bậc tương ứng để tăng cường thực lực. Hôm nay khi nhìn thấy Lam Phượng và Bạch Thạch tỷ thí, nhận thức sự cường đại của vũ kỷ hậu thiên, hắn lại càng thêm khao khát. Còn về cuộc thi đấu lớn một năm sau thì càng làm cho hắn quan tâm, vì đây là cơ hội để hắn có thể đứng vững trong tông môn. Triệu sư huynh quá khen rồi, ta chỉ là da dày thịt béo thôi, hơn nữa lại tu luyện công pháp cường hóa thân thể nên lực mới mạnh hơn người khác một chút, tại hạ thực lực yếu kém chỉ sợ làm cho triệu sư huynh thất vọng thôi thạch mục trầm mặt một lúc sau đó cũng ấy nấy cười nhẹ từ chối tuy rằng thạch mục rất muốn gia nhập nhưng hiểu được thiên hạ không có bữa cơm nào là miễn phí lại thêm hoắc mậu từng nói sơ qua nên hắn rất kiên kỵ với chuyện gia nhập một trong những thế lực ở đây đắn đo một hồi cuối cùng vẫn lựa chọn từ chối bà thiếu niên bên cạnh nghe được câu trả lời của thạch mục thì lộ ra vẻ không thể tin được nhìn thạch mục như là nhìn một kẻ ngu ngốc vậy Triệu Bình đang định khuyên bảo thêm cái gì Nhưng mà khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Thạch Mục Thì những lời vừa trôi lên miệng lại nuốt ngược vào bụng Thiết hận lắc đầu không nói thêm gì nữa Sau khi Thạch Mục nói lời từ chối Trong lòng cũng có chút tiếc nuối Nhưng lại không hối hận về quyết định của mình Lấy lý do trên người đầy mồ hôi Rất khó chịu Nên hướng về Triệu Bình chắp tay chào Rồi vội vã rời khỏi tiệm rèn Trời chiều chập tối Thạch Mục âm thù lao gần vạn lượng Rảo bước đi về chỉ một nhiệm vụ rèn sắt như vậy đã lấy được gần vạn lượng bạc trắng. Điều này khiến trong lòng hắn cảm thấy có chút thỏa mãn, cũng không biết sau này có cơ hội gặp được nhiệm vụ như vậy nữa hay không đây. Hắn rẽ ngoặt tại một cái chỗ chân núi, trước mắt hiện ra một cái tòa mái nhọn, ngói xám chiếm diện tích không nhỏ. Loại kiến trúc này phổ biến trong sân cốc, lúc đi đến lò rèn hắn cũng không chú ý mấy, lúc này đưa mắt nhìn qua phía dưới mới phát hiện trước cửa tòa nhà màu xám này có treo một cái tấm bảng cực lớn, trên đó có viết ba chữ lớn Linh Pháp Điện. Cũng chẳng hiểu tại sao trước tòa nhà màu xám này lại có mười mấy người tụ tập, tất cả đều nhìn vào trong điện với vẻ hiếu kỳ, nhưng không có một ai bước vào đại điện lấy một bước nào. Trong lòng thạch mục không khỏi nảy sinh tò mò, dừng bước lại. Đúng lúc này, đột nhiên trong đại điện có một luồng cuồng phong cuộn ra. Trước mặt mấy người đang vây quanh ở cửa đại điện xuất hiện một trận cát đá mịt mù, một cổ lực lớn đẩy đám đông về sau. Vút một tiếng, một cái bóng đen hiện lên bị vây trong cuồng phong rồi ngã xuống bên ngoài cửa đại điện phát ra một tiếng trầm đục nặng nề chỗ thành mục đang đứng cách đại môn khá xa nên không bị cuồng phong ảnh hưởng nhưng ánh mắt hắn lóe lên thấy rõ bóng đen kia chính là một thiếu niên nước da hơi đen thoạt nhìn tuổi tác cũng không khác mình bao nhiêu nhưng toàn thân lại bị các loại dây leo xanh thẳm rối chặt lại buộc cả người thành một cái bánh chưng chỉ lộ ra một cái đầu cùng hai chân lúc bay từ trong cửa điện ra hiển nhiên thiếu niên da đen kia bị ngã không nhẹ nhè răng nhếch miệng cả buổi trên mặt đất mà không tài nào bò dậy được nhà huynh trong đám người lập tức có hai người chạy ra gã là có quen biết với thiếu niên kia nhưng trong ánh mắt hai người họ lại hơi sợ hãi nhìn vào trong cửa nhất thời không dám đưa tay ra đỡ thiếu niên trên mặt đất dậy Trúc thiên phú như vậy mà cũng dám chạy tới khẩu thế hả đúng là phí thời gian của lão tử mà một giọng nói có vẻ già nua hùng hùng hủ hủ truyền ra từ trong cửa, giọng điệu rất là không kiên nhẫn. Thiếu niên da đen trên mặt đất kia vặn vẹo mấy cái, dưới sự trợ giúp của bạn mình, vất vả lắm mới dễ dụa thoát khỏi mấy cái dây leo, sắc mặt đỏ lên nhìn vào trong cửa điện. Không thể nào, lúc ta ở trong gia tộc rõ ràng đã từng mời người đến khảo nghiệm riêng rồi, ta rõ ràng là có thiên phú thuật sĩ mà, hơn nữa đã bắt đầu học thuật pháp trụ cột rồi. Thiếu niên mặt lúc tím lúc xanh lúc lại đỏ, không cam lòng mà cãi lên đừng có đánh động nhẫn định của người bên ngoài dành cho thuật sĩ học đồ với bổ môn nha. À. Người nào không biết để bộ dưỡng thuật sĩ cần lượng tài nguyên nhiều gấp 10 lần so với chó giả cùng dai chứ. Người cho rằng bổ môn sẽ bỏ ra lượng tài nguyên lớn như vậy để bộ dưỡng cái loại thuật sĩ chỉ có lực cảm ứng nguyên tố cấp độ 1 hay sao? Muốn trở thành thuật sĩ học đồ chính thức của bổ môn, ít nhất cũng phải có khả năng làm cho thủy trên cảm ứng sáng đến ba độ trở lên kìa. Giọng nói truyền ra từ trong cửa lại càng thêm nóng nảy, Thiếu niên già đen nghe thấy lời ấy, sắc mặt lúc xanh lúc hùng, cuối cùng được hai người bạn dìu mà mặt mũi xám xịt rời đi. Những kẻ ở bên ngoài mà còn muốn khảo thí thiên phú thuật sĩ kia, tất cả đều tự suy nghĩ cho rõ ràng vào cho ta nghe. Nếu còn có người tiến vào bừa bãi thì sẽ không có chuyện quẩn ra đơn giản như vậy nữa đâu. Hừ, các người nghĩ thường gia của lão phu rất nhiều hả? Giọng nói trong đại điện lại lạnh lùng truyền ra, sau đó tất cả yên tĩnh lại. Mấy người ngoài điện đang vây xem nghe thấy như vậy, bắt đầu nhỏ giọng bàn tán hay mặt nhìn nhau. Thành Mục lắng nghe mọi người bàn tán, sau một lát rốt cuộc cũng hiểu ra. Thì ra nơi này là Linh Pháp Điện, chính là nơi trong hắc ma môn dùng để kiểm tra đánh giá thiên phú thuộc sĩ của đệ tử nhập môn. Có điều chỗ này cũng không phải kiểm tra miễn phí, mỗi một người sẽ bị thu lệ phí 3.000 lượng bạc trắng. Hơn nữa nhìn người quản lý nơi này, rõ ràng là tính tình cổ quái. Nếu người khảo thí không đủ thiên phú, chẳng những nợ bạc vô ích mà còn rất có khả năng bị làm nhục một trận như vậy. Mấy người bên ngoài đại điện xì xào một hồi, mặc dù có người đã hơi kích động, nhưng mà nhớ tới cảnh mà thiếu niên da đen vừa rồi gặp phải, nhất thời dũng khí lại tụt ngay, không có ai dám bước vào cửa điện nữa. Thạch Mục chớp chớp mắt, ngẫm lại những nhiệm vụ của ban thưởng hậu hĩnh, chỉ có thuộc sĩ mới được nhận mà mình nhìn thấy trong quảng nguyên điện, lấy sờ tập ngân phiếu thực dày trong tay áo, hít một hơi, quyết tâm xong liền cất bước vào cửa điện. Những người ngoài điện thấy thạch mục đi vào Thì trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc Nhào nhào châu đầu ghé tay hỏi thăm thân phận của thạch mục Thạch mục mặc kệ tình hình ở bên ngoài Chậm rãi bước vào trong điện Sau cửa điện là một hành lang rộng lớn cao vài trượng Đi hết hành lang là thấy một đại điện trang nghiêm bệ thế Trong điện hơi rộng lại không bài trí nhiều Bên tay trái có một cái mặt bàn lớn bằng gỗ liêm Có một cái lão giả áo xám Thân sắc nhàn nhã ngồi sau cái bàn Trong tay cầm một cuốn sách ố vàng Đang đọc rất say sưa bên phải của đại điện là một bể đá hình tròn cao hơn một xích so với mặt đất rộng khoảng một trượng trên đó có vẻ đầy những hoa văn uốn lượn chung quanh bể đá có dựng nhiều cây tinh trụ đường kính bằng cái chén cơm đủ mọi màu sắc không cây nào giống cây nào hơn nữa mặt ngoài của những tinh trụ này khắc đường vân u vuông từ dưới lên trên tổng cộng chia làm chính cái u vuông thoạt nhìn cực kỳ huyền diệu sau khi thành mục thấy rõ bể đá cùng tinh trụ trên mặt đất trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc Lão giả ngồi sau bàn gỗ liêm nghe được tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên. Lão này vóc người nhỏ gầy, tóc hoa râm, mắt tạm giác, xấu xí, một bộ dạng cực kỳ cây nghiệt. Lão già thấy kỳ quái đảo mắt một cái, thả quyển sách trong tay xuống, cũng không đứng lên mà liếc nhìn thạch mục một cái. Đến kiểm tra phải không? Trước báo tên cùng thân phận của ngươi đi. Lão giả xám hừ một tiếng nói với giọng lãnh đạm. Tại hạ thạch mục là đệ tử mới gia nhập tông môn hai tháng trước, Thạch Mục chấp tay trả lời, lão giáo xám đánh giá Thành Mục một cái từ trên xuống dưới, cười lạnh một tiếng. <laughs> không thấy ngoài kia lúc nãy có một tấm gương rồi hay sao? Có lá gần đến khảo thi thiền phu thuật sĩ, là âm tâm lý gặp may đó hả? Thạch Mục nghe như vậy, vẻ mặt hơi nhúc nhích, im lặng không nói. Ngược như ngư lão phu cũng đã thấy nhiều rồi, không lo mà tu luyện, trong đầu toàn nghĩ mấy thứ diễn dông. Linh pháp điện mặc dù là nơi khảo thi thiền phu thuật sĩ của đệ tử thật nhưng lão phu không hao tâm tổng trí đi khẩu thí bậy bạ con chó con mèo nào đâu nếu không muốn lại lãng phí ngân lượng được chịu đau khổ thì nhanh cút ra ngoài đi lão giả áo xám trừng mắt thành mục một bộ cái lạnh lùng nói tiền bối đệ tử nếu đã đến rồi tức là chuẩn bị sẵn tâm lý rồi đây là ngân phiếu ba ngàn lượng kính xin tiền bối hao tâm tổng trí cho đệ tử kiểm tra một chút thành mục lấy trong người ra ba tờ ngân phiếu mà không đổi sắc đặt trên cái bàn gỗ liêm trên mặt lão giả áo xám lộ ra một tia kinh ngạc hiếp mắt nhìn thạch mục một hồi thành một thường sắc thản nhiên lẳng lặng đứng đó hừ, lòng can đảm của tiểu tử ngươi cũng không đến nỗi nào trong mắt lão giả xám hiện lên vẻ khác thường hư một tiếng rồi đứng lên trời đứng lên trên bệ đá kia lão giả xám đi đến bên bệ đá lấy từ trong ngực ra một cái thước ngọc trên đó khắc đủ loại hoa văn màu sắc lại có phần giống với hoa văn vẽ trên bệ đá trong lòng thạch mục thấy vui vẻ vội vàng làm theo lời lão giả nhanh chóng rảo bước đến lên trên bị đá miệng lão giả áo xám thấp dụng niệm cái gì đó trên người tỏa ra một thứ ánh sáng màu xanh rót vào trong thước ngọc trên tay từng đạo hoa văn trên thước ngọc nhanh chóng sáng lên lão giả áo xám vung tay lên một luồng hào quang đủ mọi màu sắc từ trên thước ngọc bắn ra nhập vào trong bể đá hoa văn ở trên bể đá hình tròn đều sáng lên tán ra thứ hào quang đặc biệt đồng thời không khí cũng rung chuyển phát ra tiếng ầm ầm. Sắc mặt thạch mục biến đổi, hào quang đặc biệt tản ra trên bể đá bao phủ lấy thân thể hắn. Một cổ khí tức ấm áp từ dưới chân luồn vào thân thể, nhanh chóng lưu chuyển một vùng, rồi lại chảy về cái bể đá. Độ sáng của hoa văn trên bể đá đột nhiên ảm đạm xuống, nhưng mà tinh trụ xung quanh lại phát sinh biến hóa. Một cây tinh trụ màu lam, một cây tinh trụ màu đỏ, còn có một cây tinh trụ màu đen đồng thời phát sáng. Ba cây tinh trụ đều phát sáng từ dưới lên, trong đó tinh trụ màu lam chỉ có một ô vuông sáng lên tinh trụ màu đỏ sáng lên hai ô vuông mà tinh trụ màu đen lại sáng dần dần lên tượng vị trí ô thứ năm tản ra ánh sáng rực rỡ lão giáo xám chứng kiến cảnh này trợn mắt há hốc mồm khi thạch mục bước ra khỏi bể đá hình tròn thì sắc mặt của lão giáo xám đã bình tĩnh trở lại xin hỏi tiền bối lực cảm ứng nguyên tố của tại hạ có phải đã đạt tới hơn ba độ rồi không vậy Thành Mục đã nhìn thấy vẻ khác thường hiện lên trên mặt của lão giả áo xám vừa rồi nên hỏi dò. À, 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 có lẽ à, cứ cho là như vậy đi. Cặp mắt tam giác của lão giả áo xám nhìn chằm chằm vào Thành Mục với vẻ quái dị, không ngừng đánh giá từ đầu đến chân, sắc mặt lại trở nên cổ quái một lần nữa. Tiền bối nào, trên người đệ tử có gì không ổn hả? Thành Mục nghe thấy lời đáp của lão giả áo xám vốn rất vui vẻ, sau đó lại nhìn thấy thần sắc của lão già, trong lòng mơ hồ cảm thấy có gì không ổn, Thuật sĩ khác chứ rõ rã Lực cảm ứng nguyên tố của một người mạnh hay yếu Cơ hồ đã chứng minh hắn có tiềm lực thế nào Trên con đường thuật pháp Mấy đại tông môn chúng ta đã đạt thành một nhận thức chung từ lâu rồi Người có linh căn Nhưng chỉ có lực cảm ứng nguyên tố Với ba độ Thì về cơ bản là không thể có khả năng Tiến giai thuật sĩ trên giai Cho nên cho dù có hao phí lượng tài nguyên lớn Thì trung quy cũng là tốn công vô ích Cho nên lực cảm ứng nguyên tố trên ba độ Mới là giới hạn Để tất cả các đại tông môn chính thức xác nhận Có giá trị để bồi dưỡng nếu như thực lực cảm ứng nguyên tố năm độ trở lên Về lý thuyết thậm chí còn có một chút cơ hội tiến dài đến thuật sĩ nguyệt giai nữa Lão giả xám thu ánh mắt lại Nghĩ một lát rồi đột nhiên mở miệng giải thích Nghe đến đó thạch mục nhịn không được Quay mặt nhìn thoáng qua tinh trụ màu đen Tâm trạng bắt đầu hơi kích động Lão giả xám chứng kiến cử chỉ của thạch mục thì lắc đồ tựa hồ cảm thấy tiếc hận Lại chẹp miệng kêu kỳ lạ Mà tiếp tục nói ngoại trừ hai màu thủy tinh đen trắng ra Nếu người có thể kích phát bất cứ tinh trụ nào Từ năm ô dung trở lên Thì bốn môn chắc chắn sẽ vô cùng coi trọng ngươi rồi Nhưng ngươi lại kích phát ra tinh trụ màu đen Chứng minh lực cảm ứng nguyên tố Là loại không gian chi lực Cực kỳ hư vô mờ mịt Trong tất cả các lực cảm ứng nguyên tố Độ hiếm hoi của nó cơ hồ gần với thời gian chi lực Lại càng không có pháp môn tu luyện tương ứng chính thức nào May ra thì có dính dáng một ít tới trận pháp sư với hùng sư mà thôi. Nhưng việc chọn hai loại pháp môn thuộc sĩ này mà nói Việc tu luyện tất nhiên là làm nhiều công ích Khả năng tiến giai lên thuộc sĩ cao giai là cực kỳ nhỏ đó Lời nói của lão giả áo xám vừa dứt Thạch Mục lập tức cảm thấy vô cùng thất vọng Nhưng ngẫm lại thì trong lòng lại trở nên thản nhiên Trước khi hắn đến đây vốn không ôm hy vọng gì Đối với thiên phú thuộc sĩ của mình Hiện tại dù chỉ là trở thành một hộp đồ Với hắn mà nói cũng đã có thể xem là một chuyện cực kỳ may mắn rồi nếu như hắn nhớ không lầm Thì nhiệm vụ công bố Trong quản nguyên điện Có rất nhiều nhiệm vụ làm người ta đỏ mắt Mà chỉ học đồ thuộc sĩ mới có thể nhận Nghĩ tới đây Trong lòng thạch mục đã có chút nôn nóng Không chờ được rồi Xin hỏi tiền bối Ta hiện tại đã có tư cách trở thành học đồ thuộc sĩ chính thức hay chưa vậy? Hắn có chút lo lắng Nhìn thoáng qua tinh trụ màu lam và màu đỏ Hai cây đều không đạt tới ba u vuông Điều này không thành vấn đề Lão giả áo xám trả lời không chút do dự Vậy ta có thể lựa chọn trở thành trận pháp sư không vậy? Vừa nghe thấy câu trả lời của lão giả áo xám Trong mắt thạch mục lóe lên vẻ hưng phấn Vội vàng đặt câu hỏi về vấn đề mình quan tâm nhất Chỉ bằng thiên chất của ngươi Ngoài trừ trận pháp sư và hùng sư ra Thì còn lựa chọn nào khác nữa đâu chứ Cặp mắt tâm giác của lão giả áo xám khẽ đảo Có phần trầm mặt Lời của lão giả áo xám mặc dù có phần cây nghiệt nhưng mà đối với thạch mục mà nói lại giống như là thiên âm trong lòng hắn cực kỳ hưng phấn nếu quả thực có thể trở thành trận pháp sư vậy thì sau này tu luyện chắc chắn sẽ không phải lo lắng về mặt tài nguyên nữa rồi nơi đăng ký học đồ thuật sĩ là ở điện chính của linh pháp điện ngươi đi theo ta kiểu người mà lần đầu tiên nghe thấy mình có thể thành thuật sĩ đã hưng phấn như điên như thạch mục thì lão già áo xám đã thấy nhiều lắm rồi lão cũng không để ý tới thạch mục mà đi thẳng về phía sau điện sau đó vũ nhẹ hai cái lên vách tường trông có vẻ bình thường một tiếng vang nhỏ một cái cửa ngầm cao bằng đầu người đột nhiên xuất hiện thạch một thế như vậy liền vội vã đi theo trong lòng âm thầm kinh ngạc sự sáo diệu của cơ quan thiết kế thông đạo sau cửa ngầm cũng không dài hai người nhanh chóng tiến vào một gian mật thất mật thất cũng không lớn Bày biển vô cùng đơn giản trên mặt đất ngay chính giữa gian phụng có khắc họa một độ trận hình tròn to lớn vô số hoa văn màu bạc và những văn tự huyền ảo khó hiểu được sắp xếp chi chít theo một quy luật thần bí nào đó trên trận đồ. Còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Mau bước vào! Lão giả áo xám đã đứng ở trung tâm đồ trận, thấy Thạch Mục còn đang nhìn bốn phía, nhìn không được mà trừng mắt quát tháo. Thạch Mục không dám nói nhiều, vội vã đi vào trong trận đồ. Lúc này, lão giả áo xám mới lấy ra một cái đạo bùa màu vàng, cổ tay rung lên, một gốc của đạo bùa tự phát hỏa, nhanh chóng bốc cháy, rồi bay khỏi tay của lão giả, hóa thành một cái đạo ánh sáng màu vàng tỏa ra năng lượng kỳ dị và bay nhập vào trong trận đồ. Ông một tiếng, không khí xung quanh chấn động, trên mặt đất các văn tự cùng những hoa văn màu bạc cơ hồ như sống lại, chuyển động xoay tròn, nhẹ nhẹ tán phát ra ánh sáng mờ màu trắng. Trong khoảnh khắc, luồng sáng mờ đó quét cuốn lên cao, thành mục và lão áo xám liền biến mất tại chỗ. Sau một hồi hoa mắt choáng váng quen thuộc, Thành Mục phát hiện ra mình đã ở trong một tòa cung điện dưới mặt đất. Cả tòa đại điện này đều dùng một loại đá xanh không biết tên chế tạo thành, rộng chừng một mẫu, trống rỗng lạ thường, to lớn hùng vĩ. Trần điện có khả mấy chục viên dạ minh châu, to như cái nắm tay, khiến toàn bộ không gian được chiếu sáng như ban ngày. Một bức tường ngọc màu xanh to lớn, nổi bật đứng vững ở ngay giữa đại điện. Phía trước bức tường là một lưu hương cực lớn bằng thanh đồng có tạc khắc đồ thú. Một cây nến màu tím to cỡ cánh tay trẻ con, trông như một cây mộc côn được cắm thẳng trong lưu hương đầu ngọn nến có tàn vết xám đen đã từng đốt thạch mục đảo mắt nhìn qua rồi dừng lại trên bức tường ngọc cực lớn màu xanh trên bức tường từ trên xuống dưới có in hơn trăm tiêu ký khác nhau phần trên cùng hai tiêu ký hình ngôi sao màu đỏ nhạt tiếp đó là tám tiêu ký hình đám mây màu xanh lục cuối cùng là hơn một trăm tiêu ký màu trắng nhỏ như là những điểm sáng tất cả những tiêu ký đều có quan hà mờ ảo thoạt nhìn thần bí dị thường nhìn những tiêu ký thần bí này Thành Mục đột nhiên liên tưởng đến lời của Hoác mộ có nói ở Xuyên Hương Lâu ngày trước. Hát ma Môn tổng cộng chỉ có 20 tay thuộc sĩ và hơn trăm tên thuộc sĩ hộp đồ. Trong lòng cũng mơ hồ suy đoán được vài phần. Chớ có nói cái gì, chớ nhìn quanh quẩn đi. Lão giảo xám đột nhiên nghiêm sắc mặt, lớn tiếng quát. Thành Mục trong lòng rùng mình, vội vã đứng trang nghiêm, mắt nhìn mũi, cả bộ không khí trong điện đột nhiên ngưng trọng lại. Lão giảo xám lúc này mới gật đầu hài lòng tiến về phía trước, hướng đầu ngọn nến trong lưu hương phước tay một cái đỉnh nến lóe sáng rồi tắt ngốm có thể thấy một đạo khói xanh lượn lờ bay lên lão giả xám lập tức khom người kính cẩn rồi đứng thẳng lại qua một lát phía trên bên trái của bức tượng ngọc một tiêu ký hình ngôi sao lóe lên chiếu ra một đạo quang màu đỏ nhạt hướng đến phía trên lưu hương cuộn tròn ngưng kết lại biến ảo thành một hư ảnh mờ nhạt thạch mục chăm chú nhìn xem hư ảnh hiện rõ thành một trung niên nho sinh râu dài đen tuyền Tạ sư Lão giả xám lúc này hướng hư ảnh khom người thi lễ Có phải là đã phát hiện trong môn Một đệ tử mới có tiềm chất thuật sĩ rồi hả do sinh trung niên được gọi là tạ sư Vốn nhìn thoáng qua lão giả xám Sau đó nhìn đến sau lưng của lão Đến phía thạch mục rồi thản nhiên hỏi Lão giả xám không dám chậm trễ liền đem việc kiểm tra lực cảm ứng nguyên tố của thạch mục Bản thân của lực cảm ứng nguyên tố không gian 5 độ bảm báo một lượt đương nhiên cũng tiện thể nói ra luôn cả sự tình thạch mục còn có hai loại lực cảm ứng là thuộc tính thủy và hóa hả lực cảm ứng không gian lại đạt đến cấp độ năm hả ánh mắt nho sinh râu dài lóe lên trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc đánh giá lại thạch mục thêm vài lần nữa trong lòng thạch mục vội rùng mình vội vàng cúi đầu không dám nhìn thẳng ánh mắt lạnh nhạt của nho sinh râu dài lại giống như là có một cổ lực lượng kỳ lạ dường như có thể nhìn thấu thân thể của hắn vậy Người tên là gì? Sau nửa ngày, nho sinh râu dài mới trở lại bình thường, mở miệng hỏi. Khởi bấm tả tiên bối, đệ tử tên là Thạch Mục. Thạch Mục cung kính trả lời. Lực cảm ứng đến cấp độ 5 cũng là hiểm có. Đáng tiếc nguyên tố lực cảm ứng của ngươi lại là không gian. Phải biết là từ khi bổn môn lập phái cho đến nay cũng chưa xuất hiện tình huống này. Bố trí người như thế nào quả thực là có chút rắc rối đó. Nho sinh râu dài khẽ gật đầu trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Thạch Mục nghe như vậy thì vẻ mặt mơ hồ hơi khẩn trương. Như vậy đi, ta sẽ cho người hai lựa chọn. Một là dựa theo tiêu chuẩn của học đồ thuật sĩ bình thường, ở trong môn sẽ dựa theo lệ cũ, có thể nhận lấy một phần tài nguyên dành cho thuật sĩ. Nhưng mà trừ lần đó ra thì tông môn sẽ không cho ngươi thêm chiếu cố gì nữa. Nho sinh râu dài trầm ngâm một lát, liền nhàn nhạt mở miệng nói. Thạch mục nghe như vậy thì sắc mặt khẽ động, Bất quá cũng không mở miệng hỏi thêm Mà đứng im chờ nho sinh râu dài nói tiếp Còn một lựa chọn khác nữa Chính là ngươi sẽ ký pháp khế thể ước Cam đoan từ nay về sau Sẽ không rời khỏi hắc ma môn một bước nào Nếu như vậy Thì ta sẽ lợi dụng thân phận tinh dài thuộc sĩ Tự mình chỉ điểm thuộc sĩ chi đạo cho ngươi Hơn nữa tông môn sẽ cung cấp cho ngươi Lượng tài nguyên lớn gấp mấy lần Những học đồ thuộc sĩ bình thường khác nếu nhân ngộ tính của ngươi đủ cao Thì tương lai ta cũng có thể cân nhắc Việc thu nạp ngươi làm đệ tử thân truyền của ta Nho sinh râu dài tiếp tục nói Nghe xong mấy lời nói đó Lão giả áo xám đứng bên cạnh liền lộ ra thượng sắc kinh ngạc Ánh mắt nhìn về phía thạch mục Nếu không có khả năng ly khai tông môn nửa bước Thì đệ tử lựa chọn con đường thứ nhất Thạch mục chỉ cân nhắc một chút Rồi không do dự mà nói Mặc kệ nho sinh râu dài có đưa ra bao nhiêu chỗ tốt lại để cho hắn phải ở lại hắc ma môn cả đời không được rời đi thì việc lựa chọn này không cần phải xem xét nữa nếu không có tự do thì trở nên mạnh hơn cũng có ích gì chứ ánh mắt nho sinh râu dài khẽ động cũng không lộ ra chút thần sắc kỳ quái nào khẽ gật đầu trả một tay về phía thạch bích trên thạch bích bốc lên một đoàn bạch khí chỉ trong chốc lát đã ngưng tụ thành một khối ngọc bội hình tròn lớn cỡ lòng bàn tay bay đến trước người thạch mục ghi hãy nhỏ một giọt máu tươi lên phía trên đi Nho sinh râu dài mở miệng, nhàn nhạt nói. Thạch mục nghe như vậy thì chừng chờ một chút, nhưng sau đó vẫn cắn đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi lên trên cái ngọc bội. Nho sinh râu dài bấm tay điểm một cái, một đạo ánh sáng màu trắng từ trong tay kích xạ bắn vào trong ngọc bội. Bên trên ngọc bội lập tức lóe sáng lên quang mang màu trắng. Ở giữa đám sáng có nổi lên quang mang màu máu lưu động, mơ hồ có thể nhìn thấy một đám phù văn trong đó. Tiếp theo, một đạo sáng màu hồng bỗng nhiên từ trong ngọc bội bắn ra rồi chui vào trong thạch bích. Cuối cùng hơn 100 quan điểm bên trên thạch bích màu xanh không có dấu hiệu nào, liền lóe lên hào quang. Thạch bích xuất hiện thêm một quan điểm mới. Qua mấy cái hô hấp thì bạch quang bên trên ngọc bội dần nhạt xuống. Một bên ngọc bội nổi lên quan điểm. Đồng thời quan điểm mới xuất hiện trên thạch bích dường như cũng hô ứng chấp động theo. Ở phía mép ngọc bội cũng xuất hiện thêm hai chữ nhỏ màu đỏ. Đúng là tên của thạch mục. Mặt còn lại của ngọc bội là một đồ án màu xám được tạo thành từ mấy vụ văn cổ quái thoạt nhìn giống như là một đóa hoa sen đang nở rộ vật này dùng để chứng minh thân phận thuật sĩ ở trong tông môn không nên vứt bỏ từ giờ trở đi ngươi chính thức là học đồ thuật sĩ do bổn môn công nhận nho sinh râu dài thu hồi ngón tay lại ánh mắt chuyển động nhìn về phía thạch mục mà nói dạ đệ tử xin ghi nhớ hai tay thạch mục tiếp lấy ngọc bội sau đó cung kính trả lời Nho sinh râu dài nhẹ gật đầu Quay đầu nhìn về phía lão giả áo xám Được rồi Mỗi chuyện sau này sẽ do ngươi an bài Nho sinh trung niên phương phó một câu Sắc mặt hiện lên một tia mệt mỏi Quanh người nổi lên một quần sáng màu đỏ Chui vào trong tiêu ký hình sao Trên thạch bích màu xanh ngọc Biến mất vô ảnh vô tung Lão giả áo xám vội vàng đáp ứng một câu Đợi đến khi thân ảnh nho sinh trung niên Hoàn toàn biến mất mới đứng thẳng người lên Đi theo ta lão áo xám liếc mắt nhìn thành mục bình thản nói sau đó cất bước đi về phía một góc đại điện thành mục đang lượt xem từ trên xuống dưới ngọc bội hình tròn ở trong tay nghe như vậy liền tiến lên đi theo lão giả lão giả áo xám tiến đến trước một cái vách tường màu đen trong đại điện nhấc tay vỗ lên tường hai cái sau đó phất tay đánh một đạo bạch quang vào trong tường trên tường liền hiện ra một đạo hắc quang nhàn nhạt lập tức một hồi thanh âm ken két vang lên vách tường màu đen nổi lên một cửa đá lớn đủ cho một người trưởng thành đi vào. Bất quá ở ngay lối vào lại có một đám ánh sáng màu xanh nhàn nhạt, nhạt ngưng tụ thành một cái màn sáng hậu quang màu xanh chặn kín lối đi. Hãy dùng ngọc bội thân phận của người mở ra lối đi, đi theo ta tiến vào. Bất quá trước hết là phải nói cho ta một tiếng. Sau khi tiến vào trong, nếu không có lệnh của ta thì không nên đụng vào cái gì. Nếu như người động tay động chân vào cái gì thì <laughs> hãy tự gánh lấy hậu quả nha lão dảo xám cười lạnh hăng hắc hai tiếng thân thể nhoáng một cái liền chui vào cái màn sáng màu xanh biến mất thạch mục biến sắc đi đến bên cửa đá liếc nhìn ngọc bụi trong tay sau đó dán lên cái màn hào quang màu xanh màn sáng màu xanh lóe lên sau đó tách ra hai bên thạch mục vội vàng cất bước đi vào bên trong là một hành lang tối đen lão dảo xám đang đứng ở bên trong hành lang vẫy vẫy tay gọi thạch mục tiến vào phía sâu trong hành lang qua nửa khắc đồng hồ một gian thạch ốc bình thường xuất hiện trước mắt thạch mục gian phòng đá này thoạt nhìn rất bình thường bên trong cũng không có cái gì chỉ có bảy tám cái giá gỗ đặt chính giữa phòng mỗi giá gỗ đều có chia làm mấy tầng phía trên đặt từng miếng ngọc giản màu sắc và kích cỡ lớn nhỏ khác nhau bên trên mỗi cái ngọc giảng đều bao phủ một màn sáng nhỏ nhỏ tản mát ra đủ loại hào quang nơi này là nơi bốn môn lưu giữ pháp quyết thuật sĩ hiện tại ngươi đã là học đồ thuật sĩ được bốn môn tán thành Dựa theo môn quy thì có thể lựa chọn miễn phí một số pháp quyết thuật sĩ ở nơi này Lão giả áo xám mở miệng nói Thạch mục nghe xong liền mừng rỡ liên tục gật đầu Hướng ánh mắt lên trên cái giá sách mà xem xét Bất quá hắn vẫn nhớ rõ lời cảnh cáo của lão giả áo xám Không dám mạo muội đi qua Tiền bối, đệ tử vẫn còn chưa thỉnh giáo tục danh của người Thạch mục suy nghĩ đến cái gì đó liền quay người hỏi Lão Phu là Tôn ăn, ngươi cứ gọi là Tôn Sư Thúc là được rồi, Lão giả áo xám thản nhiên nói, không biết có phải vì thạch mục đã là học đồ thuộc sĩ do tôn môn tán thành rồi hay không, ngữ khí của tông ăn so với lúc trước đã hòa hoãn hơn vài phần. Đệ tử có một chuyện không rõ, còn muốn thỉnh tôn sư thúc chỉ điểm một hai. Thạch mục chừng chờ một chút rồi chấp tay hỏi. Có cái gì thì hỏi mau đi. Lão giả áo xám đảo ngược trong mắt mà nói. Đệ tử ở tàng kinh cát cũng từng thấy rất nhiều pháp quyết dành cho thuộc sĩ số lượng còn hơn ở đây rất nhiều chẳng biết so với pháp quyết hai nơi này có gì bất đồng không vậy thành mục không mạng đến tính tình của quái của lão dảo xám tung an hỏi ra sự nghi hoặc của mình lão dảo xám đưa mắt nhìn thành mục hư khẽ một tiếng chậm rãi trả lời cái đó có gì là kỳ quái chứ pháp quyết thuật sĩ trong tàn kinh các chỉ là các pháp quyết phổ thông mà các đại tông môn chúng ta góp nhặt mà thôi để thử bản môn miễn là có lực cảm ứng nguyên tố và có đầy đủ hát diêm lạnh đều có thể đổi được còn pháp quyết trong linh pháp điện lại khác nha Số lượng tuy ít Nhưng đều là thuật pháp tinh hoa của hắc ma môn chúng ta đó Chỉ những thuật sĩ học đồ trong tông môn Và có tên trên thạch bích Mới có tư cách học tập được Thạch mục nghe nói như vậy thì gật gù Như vẫn còn suy nghĩ Được rồi không nói những lời vô ích nữa Ta bây giờ tạm thời giải trừ cấm chế nơi này Ngươi mau mau tuyển chọn một môn pháp quyết đi Giọng nói của lão giả xám Đã có chút mất kiên nhẫn Lão tụng độc chú ngữ nhẹ nhàng khoát tay Trong thạch thức quang mang chớp tắt liên tục những quang tráo trên các cái ngọc giảng sau vài cái chớp lóe thì cũng chậm rãi tiêu tán đi làm xong đâu đó lão dảo xám liền đến một gốc thạch thất đứng chắp tay sau lưng đưa mắt nhìn bâng quơ trên trần nhà Thành mục nhìn những khối ngọc giảng trước mặt hơi thở có chút gấp rút có thể học tập miễn phí một môn thuật pháp thứ đãi ngộ này quả nhiên hơn võ độ rất nhiều dù gì ở tàng kinh các bất kỳ môn thuật pháp nào cũng đều cần ít nhất 6 miếng hắc viêm lệnh hơn nữa theo như Tôn An nói, giá trị của những thuật pháp đó còn chắc chắn không thể so sánh được với những pháp thuật trong linh pháp điện này. Hắn hít sâu một hơi, trứng định tâm tình, đi đến cái giá gỗ gần nhất. Gần nửa canh giờ sau, hơn 200 loại thuật sĩ pháp quyết được cất kỹ càng ở đây đều được thạch mục xem qua một lần. Nhưng mà hai mắt hắn cũng dần dần nhú lại, thì ra những công pháp trong bí tịch này phần lớn đều là một số phụ trợ pháp quyết để thuật sĩ sử dụng tỉ như là hắn đang cầm trong tay là một khối thuộc pháp ngọc giảng chân hỏa huyền linh thuật tin nghe không tệ nhưng kỳ thực bên trong chỉ ghi lại một loại pháp môn trợ giúp việc luyện chế đang dược hỏa thuộc tính có thể khả dĩ khiến dược hiệu của hỏa thuộc tính được tăng lên vài phần những ngọc giảng khác có cái thì có thể làm đơn giản hóa thuộc luyện đan có cái thì là phương pháp bồi dưỡng vài loại linh thực khó tìm có cái thì lại là phương pháp cụ thể để bố trí pháp trận cùng phụ lục nào đó Thậm chí hắn còn thấy vài thuật luyện chế pháp khí Còn những pháp môn chân chính Có liên hệ đến việc tu luyện của thuật sĩ Thì lại lác đác không có mấy Hắn chú tâm chọn lựa hồi lâu Khó khăn lắm Cũng chỉ có hơn 10 môn mà thôi Phần lớn trong đó lại là dành cho những ngũ hành thuật sĩ Vốn thường thấy hơn Còn pháp môn tu luyện dành cho linh căn biến dị Như phong lôi băng Cũng chỉ có lê hoe vài loại mà thôi Thành mục hết biết nói gì Trong mắt khó nén vẻ thất vọng Tung sư thúc số lượng pháp quyết dành cho thuật sĩ mà linh pháp điện tàng trữ không tính là ít nhưng vì sao trong số đó chỉ có vài pháp môn dùng để tu luyện thôi vậy thành mục sau một hồi tìm kiếm rốt cuộc không nhịn được nữa liền hướng tôn an đang đứng trong một góc cất tiếng hỏi chuyện này rất là bình thường pháp môn tu luyện của thuật sĩ vốn chỉ trân quý và khan hiếm hơn nhiều so với công pháp dành cho võ giả hay là đan thuộc trận pháp với lại các thuật sĩ tu luyện pháp môn được cất giữ trong linh pháp điện này tối thiểu đều có thể tu luyện trực tiếp đến cấp tinh giai còn tu luyện pháp môn cất giữ ở tàng kinh các lại là những công pháp không đầy đủ chỉ có chút công dụng đối với thuật sĩ học đồ mà thôi lão giáo xám nghe như vậy thì đưa mắt nhìn thạch mục sắc diện không đổi nói nếu vậy đệ tử cũng chỉ có thể lựa chọn uẩn thần thuộc này thạch mục lấy một khối ngọc giảng màu xám từ trên một cái giá gỗ có chút bất đắc dĩ nói <laughs> Ngươi cháu xem thượng uẩn thần thuộc này nha Tuy rằng uy lực và tốc độ tu luyện của nó Đều không sánh được với mấy tu luyện pháp môn khác Nhưng lại là một trong ba pháp môn Có thể tu luyện đến cấp nguyệt dài của hắc ma môn chúng ta Trong môn Nếu thuộc sĩ không tìm ra được pháp môn nào khác phù hợp Thì việc chọn lựa pháp môn này để tu luyện Hơn phần nữa sẽ không sai Lão giả áo xám nhìn thoáng qua thạch mục Cười hăng hắc rồi nói Thạch mục nghe như vậy Thoạt đầu hai mắt sáng người lên nhưng mà khi nghĩ đến tốc độ tu luyện chậm chạp thì không khỏi có chút phân vân. Thuật này tuy tu luyện chậm chạp nhưng cũng có chỗ tốt, chính là pháp lực tinh thuận ổn định nếu so sánh với những thuật tu luyện khác, rất ít khi bị pháp lực phản phệ hay bị tẩu hỏa nhập ma khi thi pháp, vì vậy rất thích hợp với trận pháp sư hay hùng sư giống có yêu cầu tối quan trọng về độ ổn định của pháp lực. Trong tình huống đặc thù của bản thân ngươi, chỉ mạnh ở không gian cảm ứng lực, hơn phần nữa đã không thể tu luyện những pháp môn tu luyện khác rồi, vậy thì cũng chỉ có thể lựa chọn thuật này mà thôi. Lão giả áo xám nhiều hai mắt tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ của thạch mục Như cười mà không cười nói ra Sau khi nghe xong Thạch mục im lặng hồi lâu Đối phương nói cũng không sai Nếu mình không chọn thuộc này Chẳng lẽ lại chọn công pháp dành cho thủy hỏa cảm ứng lực Vốn dĩ mình chỉ có cấp 1 cấp 2 thôi sao Nghĩ như vậy hắn thở dài Cầm ngọc giản màu xám Có ghi uẩn thần thuộc đưa cho Tung An Tùng Sư Thúc nói chí phải Đệ tử chọn pháp môn này lão áo xám một tay nhận ngọc giản màu xám từ thạch mục tay kia nhanh lẹ phi thường lấy trong người ra một khối ngọc giản màu trắng sau đó đưa cả hai dáng lên trắng miệng lẩm bẩm tụng niệm qua một lát lão áo xám đưa bạch sắc ngọc giản vừa chế xong cho thạch mục đồng thời nói mà mặt không lộ ra vẻ gì đây là năm thần công pháp đầu tiên của uẩn thần thuật đủ để cho người tiến cấp thuộc sĩ linh giai hãy cất đồ kỹ à sau đó người hãy đến linh lung cát dùng ngọc bội thân phận để lĩnh nhận vật phẩm của thuật sĩ học đồ Thạch Mục nghe như vậy thì sửng sốt. Tại sao chỉ có năm tầng đầu của công pháp? Nhưng mà khi nghĩ lại, hắn cũng tỏ tường. Với thân vận một thuộc sĩ học độ như hắn, làm sao có thể ngay lập tức có được toàn bộ pháp môn tu luyện vốn có khả năng trung kích thuộc sĩ Nguyệt Giai chứ? Xem ra nếu muốn đổi lấy 10 tầng sau của uẩn thần thuộc này, phải cần có một lượng không nhỏ hắc diêm lệnh đi. Thạch Mục thoáng nghĩ, rồi cung cung kính kính tiếp nhận ngọc giảng từ tay của lão giả áo xám và trịnh trọng thu cấp lấy. Tiếp theo cũng giống như mộng cô ở trong huyết kinh cát Lão giả áo xám nhanh chóng dặn dò hắn vài câu Rồi hạ lệnh trục khách không chút do dự Thạch mục cũng rất thức thời Hướng lão giả áo xám thi lễ Rồi ly khai linh pháp điện mà lòng đầy tâm tư Hết tập 11 của bộ truyện Huyền Giới Chi Mung Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio